Xin chào các bạn đã trở lại với video tiếp theo trên kênh Xe Đầu Kéo Vlog nha. Con chào khán giả. Hôm nay thì Tú đã về tới nhà rồi. Như các bạn biết thì sau chuyến đi dài quá thì bây giờ Tú đã về nhà để được nghỉ ngơi ở nhà khoảng cỡ là hơn 2 ngày rồi. Và bây giờ thì mình đang có mặt ở trên đường quốc lộ 1A để chuẩn bị gặp lại một người bạn cũng rất là lâu rồi không gặp. Thì để xem là cả nhà sẽ đoán đó là ai. Nhưng mà có lẽ là trên tiêu đề mà của video ghi thôi thì cả nhà biết rồi. Thì cũng không có đoán làm gì nữa. Tú sẽ gặp lại Việt Ú Vlog nhá. Bây giờ thì bạn Việt Ú bắt đầu là ra đến điểm hẹn rồi. Và Tú cũng đang cầm quà để tặng cho Việt Ú. Vì Việt Ú nghe tới rượu Khâu Vây Lèng thì lần trước là Tú đã tặng cho Việt Ú hai chai để uống và Việt Ú rất là thích. Cho nên là hôm nay Tú mang theo cho Việt Ú là 3 chai nữa để tặng cho Việt Ú. Đấy, rất là lâu rồi thì hôm nay thì mới xuất hiện là Việt Ú trên sóng nha cả nhà. Chọn chỗ cũng là tương đối rộng rãi để đón bạn Việt Ú. Hello Việt Ú nha. Dạ. Mà lâu ngày xe Việt Ú thay đổi thì nhiều không nào? Bọc ghế lại nhờ. Ghế chứ còn xe nhiều lắm. Ừ. Ghế đã được bọc mới rồi. Đấy. Cái ghế màu này đẹp đấy. Chắc là hôm nào mình phải bọc lại xe của mình cái ghế màu này này. Màu này 3 triệu. Tặng bạn 3 chai rượu tiếp. Để bạn uống, ngoài ra còn bình rượu hôm nào vòng về lấy nhá. Cảm ơn bạn nha. Bình rượu ngâm hộ một bình rượu hôm nào về lấy. Có món gì trong này này? Ui giời, nhiều món ấy. Rong biển này. Ui giời, sữa này. Sữa không được. Ừ. Bữa nay cái gì đây? Bắp rang à? Đang ấy à? Bắp rang mắm. Đấy. Bây giờ bạn đi cửa khẩu nào? Đi Lào Cai. À thế à? Lào Cai à? Đủ bây giờ đi quay mấy anh. Đi chuyên quay. Hầu như là đa số là đi quay thấy anh em kêu nhiều quá, đi cửa khẩu này cửa khẩu kia vất vả quá. Có Việt Ú kiếm được nhiều cái mối hàng nó lạ lạ. Chuyến này chở gì ra Việt Ú? Bưởi. Bưởi à? Đấy, Việt Ú đi là những cái hàng nó hơi độc lạ tí. Như hỏi thằng Phen thì thằng Phen bảo là bữa nay đi ra cửa khẩu Tân Thanh thì bắt làm chờ hậu kiểm. Hậu kiểm lâu lắm, bữa nay cũng nhanh lại 3-4 ngày vậy. À thế à? Ừ. Đây, khỏe chứ bạn, bữa nay khỏe chứ. Đây, cả nhà xem nó đầy đủ dung nhan thì vẫn thế. Vẫn khỏe. Không có gì cả. Đấy, nhưng mà lâu lắm rồi anh em mới gặp được. Đang trên đường đi cửa khẩu. Đấy, lâu lâu đợt sau rồi Tú đi, Tú xếp mấy việc xong rồi chắc là đi chơi Việt Ú chuyến. Đó là đi cửa khẩu không chứ. Đúng rồi. Bây giờ hôm nay đi 3 tháng rồi ấy. Về nhà nghỉ lâu lâu tí với con cái cho nên là phải ở nhà nghỉ. Đấy. Bạn đi hay là gái bản đẹp quá. Đấy, gái bản đẹp à. Đấy, Việt Ú không có thời gian chứ, có rủ Việt Ú đi chơi chuyến nhưng Việt Ú không có thời gian. Khi nào có thời gian đi chơi Tây Bắc thì tôi chuyến đi. Ok. Đi thăm mấy bản toàn là những cô gái Thái đẹp được không? Ở nhà vợ xem thấy lại bất ổn đấy. Hả? Anh lâu không bữa nay gặp bạn Tú à? Ừ. Tôi vẫn thế nhỉ, vẫn hơi nhàu một tí hay sao ấy. Bạn thì vẫn trông như Doraemon trẻ. Thế nào ra? Ừ. Thật mà, Việt Ú thì trông vẫn thế chứ tôi thì không. Này ốm lại. Gọn gọn hơn á. À đấy à, nghe sướng nhỉ. Có nhiều người bảo bụng mình to nhưng mà mình giảm rồi mà. Việt Ú như bụng giảm hơn rồi hay sao ấy? Ốm mấy cân á. À đấy à. Chúc mừng bạn nhé. Có phương pháp gì hay hay không? Chung là cũng giảm ăn rồi giảm ăn nhậu à ốm. Giảm ăn nhậu nữa. Đấy nhá, sau này Tú đi là anh em nhớ lưu ý giảm mời ăn nhậu tí suốt ngày mời bia. Khánh tổng quát lại hết. Ừ. Thiếu cáp rồi thì ok nhưng mà sợ chiên biến đường nên không có dùng ngọt. À, đấy mà thế đấy không nói sớm hôm nào tặng cho bạn trà thìa canh đấy. Là nó phòng về tiểu đường. Rồi giảm ăn nhậu bữa ăn chén cơm. Thế thì hôm sau bạn vòng về nhá, tôi có cái trà dây thìa canh. Là nếu mà sợ cái vấn đề đấy là uống vào mấy hộp là ok luôn.
dây thì cả... uống không gây buồn ngủ như cà gai leo đâu. Cà gai leo nó có tác dụng an thần nữa. Những người nào mà bị khó ngủ dùng loại đấy nó cũng tốt hơn đấy. Thôi. Ông già khỏe không ạ? Nhà tôi khỏe cả. Con gái rồi này nghỉ hè. Đúng rồi, bây giờ về là đầy, chuẩn bị đầy năm con gái út. Nên là cũng về chơi lâu lâu, chắc là trong gia đình nội bộ thôi. Bạn đi cửa khẩu Lào Cai à? Đi Lào Cai. Bây giờ ra tới nơi thì cũng bây giờ là sáng. 2 giờ chiều, sáng mai nhỉ? Ừ, sáng mai tới. Thế thôi không giữ Việt Ú lâu thêm, để Việt Ú tranh thủ đi cửa khẩu. Cứ mỗi lần là Tú về nhà thế ghé vào một chút thôi, chứ hàng hóa anh em đều bận cả. Thôi chào tạm biệt Việt Ú nhá. Hôm sau có thời gian. Mọi người thân kênh Xe Đạp Kéo Vlog nha. Hôm sau có thời gian ra đi chơi chuyến để thu xếp cho dịp nó mát mát trời tí nhỉ. Đúng rồi. Đợt này đi ra nó nắng nóng quá. Cái bưởi này chạy bao nhiêu độ bạn? Tầm 10, 11, 2 độ đó lại. À thế à? Khỏe hơn mấy mình. À thế à? Bạn đi nhá. Ok. Chia tay Việt Ú quá. Ê. Để cái dép ở ngoài này nó nóng là dép luôn cả nhà. Đấy. Vẫn tổng thể chiếc xe của Việt Ú trước giờ đây. Cả nhà rồi cũng có rất là nhiều khán giả bình luận cũng là mong Tú trở lại chạy xe, nhưng mà lâu ngày quá rồi không chạy lại nó cũng khó. Có nhiều vấn đề. Thứ nhất đó là công việc này. Là bây giờ mình phải mất thời gian làm quen lại. Thứ nhất là bây giờ là công việc nó lâu ngày không làm là mình cũng mất thời gian để làm quen lại từ đầu. Nó cũng khó. Mình sẽ chạy theo xe tiễn Việt Ú một chút nhá. Rồi cái lượng hàng hóa thì nó cũng không có được nhiều như xưa. Những trường hợp như Việt Ú thì là trường hợp cũng là rất là hiếm, tức là có quan hệ tốt về hàng hóa, quen biết nhiều thì cũng có nhiều cái mối hàng để đi. Xe cá nhân nữa. Cho nên là đi về thì đủ kinh phí, đủ mức lương các thứ. Chứ còn là đi chạy xe cho công ty thì bây giờ thu nhập cũng không được đảm bảo. Hai nữa là Tú lâu ngày cũng chạy lại, năm ngoái chạy thấy sức khỏe nó giảm sút, chạy buồn ngủ nhanh. Đấy, chạy một hồi là thấy mình buồn ngủ rồi. Cứ ban đêm buồn ngủ và không có được sung sức như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì có thể là khả năng chịu đựng của mình thức đêm tốt hơn. Bây giờ khả năng là thức đêm của mình giảm sút đi rất nhiều. Cho nên là đó là yếu tố mà Tú cũng không chạy xe. Với hai nữa là chạy thì lại phải xa gia đình vợ con. Bây giờ mình đi như thế này thôi, nhưng mà mình về mình có thời gian mình nghỉ ngơi được nhiều hơn. Này, xe Việt Ú phía trước đây cả nhà. Tiễn Việt Ú một đoạn. Ở cái xe này như ngủ gật đấy nhỉ. Đi chậm chậm rồi này. Đấy. Vẫn bon bon trên đường.
giờ là tạm biệt Việt, Việt Ú rồi. Mình chạy theo một đoạn đường để tiễn Việt Ú tí. Lâu ngày cả nhà cũng không xem những video về xe đầu kéo nên là Tú cũng chia tay. Để rồi khi nào có thời gian rảnh rảnh, Tú sẽ là thu xếp thời gian để đi cùng với anh em chơi. Còn hiện tại giờ là đang còn khá là nhiều kế hoạch, chưa có thể là đi được. Mà chắc chắn khi nào mát trời hơn tí nữa thì Tú sẽ đi. Việt Ú đi ra đường ven biển đấy. Tú đang có những cái kế hoạch dự tính nữa nên là cũng chưa đi được. Đó là tới đây sẽ phải giúp cho cái gia đình ở Nghệ An kia xây cái nhà, cũng là nhà bằng tôn, gọi là nhà tiền chế thôi. Tú cũng chia sẻ đến cả nhà một chút về cái gọi là cái buổi gặp ngắn ngủi của Tú với Việt Ú nhá. Đấy, mấy ngày rồi quay được clip này. Này cầm hộ bố máy quay nhá, cameraman con trai. Hôm nay Tú đi giao rượu cho Việt Ú. Cái này là rượu này là tặng cho Việt Ú. Bạn bê hộ cái để tôi đóng cái cửa xe khỏi bụi cái. 10 lít mà. Lên xe chú Việt Ú chơi tí. Năm nay lên lớp 6 bằng tuổi Kiên mà. To Kiên rồi. Cao hơn không? Có cao hơn không? Cao chứ không cao nhưng mà to hơn á? Hoàng ngồi vào trong giường ấy. Nặng ký không? Đâu chắc không đâu. Nặng ký hơn kia không? Không biết được. Nhìn cũng hơi còi còi ấy. To hơn Kiên, Kiên ốm lắm. À thế á? Đấy. Sao lâu ngày được lên đầu kéo thế thế nào? Má không? Hả? Hả? Không quen nữa. Có giấy khen không? Có. Chú Việt Ú hỏi kìa. Học sinh có cố gắng à? Dạ. Phải không? Chứ không Kiên. Bông có giấy khen không? Kiên thì chắc là học sinh giỏi hơn à? Bông có. Đây. Nhìn này, VIP chưa? Đây thang này là thang đặc biệt đấy. Tặng cho bạn cái thang, còn rượu là của vợ. Rượu với bình là của vợ thôi. Đâu, này uống. Nhìn chất lượng chưa? Đấy. Thang đặc biệt đấy, để quay cho cả nhà xem về cái bình rượu này. Đây là Tú ngâm hộ cho Việt Ú thôi. Còn là thang rượu là Tú tặng cho Việt Ú. Đấy. Màu là ra rồi, ngâm được khoảng bữa giờ được bao lâu nhỉ? Tháng rồi nhỉ? Từ lúc máy rồi chứ. Này cầm cho bố cái, để bố bỏ vào cho chú Việt. Cái này là chỉ có do là Việt Ú tiện lấy thì mới ấy được, chứ còn người ta có đặt mua mà ngâm kiểu này cũng không được. Đây cái tiền rượu à? Tiền rượu. Tiền bình đúng không? Rượu ừ, mà. Ừ, đúng rồi. Chú lì xì cho Hoàng nè. Không dám nhận đâu. Rồi. Bố không cho phép mày. Cái sao này dám. Là chú Việt lì xì. Rồi, không dám nhận đâu. Cầm đi. Bố không cho phép mà làm sao được. Nhỉ? Cầm đi. Đứa bố cầm mày quay. Đứa không bao giờ dám. Đây. Cầm đi. Rồi, cầm đi mua bánh cho bông nữa. Đi. Nhanh đi. Thôi được rồi, bố cho cầm. Ba anh em mai sinh nhật của em Mây nữa rồi, cho nên là cái này là coi như chú Việt là gửi mua bánh cho sinh nhật cho em Mây nhá. Được rồi, cho phép cầm. Mua bánh rồi còn lại cho hai anh em bỏ lợn. Thôi cảm ơn chú Việt đi. Này đánh ký hơn kia rồi. Nha, bạn đi nhá. Ok. Đáng ra hẹn ăn cơm nhưng mà Mây ốm. Mây ốm. Dép bạn đây này, cẩn thận rơi nhá. Đi nhá. Dép. Cẩn thận ông quên dép. Quên là rơi lại bay đấy. Cảm ơn chú chưa? Bảo khi nào chú lấy vợ mời cháu đi nhá, ăn cưới nhá. Để bố cháu chở đi nhỉ. Đi nhá bạn nhá. Đấy. Chú Việt đi về rồi. Mà Tú mới quay được thêm đoạn clip nữa. Bữa giờ ở nhà là chơi với con, là không có quay video gì hết cả nhà. Chủ yếu là nghỉ ngơi chơi với các con thôi.
Thế tiền bây giờ về làm gì? Chú Việt cho làm gì? Mua quà gì? Quà sinh nhật ạ. À không, con mua bánh kẹo con tăng em. Là bây giờ là mua bánh kẹo sinh nhật cho em à? Dạ. Thôi mua cái bánh sinh nhật khoảng 300 ngàn nhỉ? Còn lại 200 ngàn thì con với em bông chia nhau bỏ lợn nhé. Đáng ra là năm nay là bố bảo cho đi fancy fun nhưng mà cả hai anh em là bận học cả nhà. Bận các cháu là bây giờ học thêm. Như cháu Hoàng năm nay lên lớp 6 cho nên là đang phải thi chuyển cấp nhỉ? Dạ. Tháng 8 thi à con? Tháng 8 thi chuyển cấp bố ạ. Ngày bao nhiêu biết chưa? Con chưa biết, chắc là tháng 8 ngày mùng 1. Mùng 1 đó, chắc là thôi ạ. À. Thế bây giờ thích ăn kem hay ăn gì bố mua cho? Kem ạ. Ừ, mua kem về ăn nhé. Cho cả em ăn nhé. Em bông ăn nhé nhé. Tú về nhà thì cũng không có quay gì nhiều cả. Khoảng 2-3 ngày nữa là bắt đầu lại đi ra Hà Nội. Vì cũng tới đây là đi dự cái đám cưới của em Hữu ở bên làng rèn Phúc Sen Cao Bằng. Tới đây thì Tú ấy đi Cao Bằng nhé, khoảng ngày 20 dương lịch gì đó là Tú sẽ có ở Cao Bằng. Nên là cả nhà mà có ở Cao Bằng mà gần cái khu vực mà làng rèn Phúc Sen mà ai muốn giao lưu với Tú thì cứ liên hệ. Chuyến này Tú là ở khoảng 3 ngày, 3-4 ngày, 5 ngày gì đó ở Cao Bằng luôn đấy. Vì đám cưới là cũng diễn ra là trong vòng mấy ngày luôn, cả bên nhà trai và nhà gái. Đấy, cho nên là mình cũng đi quay phim được cái đám cưới của người Tày ở ngoài đó. Và cũng kế hoạch là đi Bắc Cạn nữa, ra cái hợp tác xã mà cung cấp cà gai leo cho Tú thì họ cũng mời ra chơi. Cho nên là Tú cũng ra ngoài để thăm cái hợp tác xã mà cũng quay lại cho cả nhà xem về cái vùng nguyên liệu của Tú ở ngoài và có những sản phẩm gì. Thì cũng là quay để cả nhà biết thêm về những cái sản phẩm mà xuất xứ, nguồn gốc nó từ đâu, để cả nhà cũng là yên tâm sử dụng. Bây giờ đi đến đây có cái siêu thị mini rồi, đi vào mua kem đi nhé. Yeah. Con trai của Tú đây thì thấy có một thầy đi bộ hành là cũng muốn đi mua bánh, mua nước cho thầy. Bây giờ đang ở trong quán tạp hóa để mua nước. Ban đầu là hai bố con nhà Tú là gặp thầy ở đây, ở gần cây xăng này. Bây giờ không biết là thầy đã chạy đến đâu rồi. Cháu Hoàng thì rất là sốt sắng, đang đi công việc thì cũng phải xong công việc rồi, bây giờ là sẽ là chạy xe đuổi theo thầy để mang nước cho thầy uống. Mà không biết là thầy đã đi đến đâu rồi. Đây, cuối cùng là đã tìm thấy thầy ở đây. Bây giờ ra chọn bóng mát nhá. Sau đó là đứng đợi thầy ở bóng mát chứ không có đứng ở chỗ nắng, nghe chưa? Con nghe chưa? Có một vị đang đi bộ giống như thầy Minh Tuệ. Thầy cũng đi chân đất và cũng quấn y như thầy Minh Tuệ luôn. À con xem thầy Minh Tuệ nhiều không? Có ạ. Thế à? Con xem nhiều à? Ừ. Đứng ở chỗ mát đây đợi thầy đến. Rồi con mời thầy uống nước. Đấy, thầy đi rất đúng luật giao thông, là đi đứng đây chỗ mát này để đợi thầy, cho thầy đứng vào chỗ mát, không có đứng chỗ nắng. Con mời thầy nước đi. Sư nhận cho cháu vui. Cháu thấy sư đi bộ là đi theo muốn đuổi theo xe theo để một chai nước thôi. Để sư nhận chai nước. Một chai một thôi. Đấy. Sư đã ăn gì chưa? Buổi sáng sư đi khất thực, sư dùng bữa rồi. Vâng, thế là bây giờ là sư không nhận, nhưng mà cháu cứ bảo mua. Đấy, bố bảo rồi. Buổi sáng mới nhận được. Vâng. Giờ này chiều rồi là chỉ nhận nước lọc thôi. Sư là đi từ đâu vào đấy ạ? Sư từ miền Nam. Dạ, xong rồi sư đi ra rồi lại quay về đây ạ. Sư đi ra hướng Bắc, giờ là quay về hướng Nam. Rồi, con chắp tay đảnh lễ thầy cái nào. Chắp tay đảnh lễ thầy. Giỏi. Tốt. Sau khi được đưa nước cho sư, đảnh lễ sư, thì con thấy thế nào?
Con thấy vui ạ. À, thấy vui à? Dạ. Thế xem tivi thấy các thầy nhiều không? Có, con xem trên điện thoại ạ. Thịt Tây, thịt Minh Tây nhiều hơn. À thế ạ? Dạ. Thấy vui à? Thấy vui thì tốt. Dạ. Thế khi nào mà sau này có gặp các thầy đi bộ hành qua thì cứ thế ở trong nhà buổi sáng mà có đồ ăn thì mang cho các thầy, có nước thì mang cho các thầy nhá. Dạ. Ừ. Đấy, thế là tốt. Nhà thân mến, thì Tú về nhà cũng đã được là một tuần rồi, và cũng thời gian ở nhà thì cũng chủ yếu là chơi với các cháu nhỏ thôi. Con nghỉ hè ở nhà thế nào? Có đi học có buồn không? Có phải đi học hè có buồn không? Không, có bạn chơi mà. Có bạn chơi à? Cái Bông thì sao? Con vẫn thấy vui ạ. À. Đi thấy vui à? Đi học mà vẫn thấy vui à? Dạ. Hai cháu đều đi học hè hết. Đáng ra là kế hoạch thì bố con là đi Sapa, nhưng mà vì Hoàng là đợt này phải thi chuyển cấp, đấy, lên cấp 2. Thế cho nên là cũng không có đưa các cháu đi được. Thế nên là đành phải đến năm sau nhá. Dạ. Năm sau đi. Với lại là Tú thì năm nay cũng có bé nhỏ là cũng đã đủ một tuổi. Thì tiếc là mấy ngày hôm nay là cháu lại ốm nhẹ. Thế cho nên là cũng không làm được tiệc sinh nhật cho cháu để quay một chút lên. Đấy. Thì cũng cho Bông với lại Hoàng ở đây để chào khán giả. Đấy, các con chào khán giả đi. Con chào khán giả. Đấy. Thì Tú cũng ra đây rồi giới thiệu một chút về sản phẩm. Sao? YouTuber có kênh riêng mà sao buồn cười cái gì? Sao buồn cười? Em muốn mở giọng Bắc. Hả? Em muốn mở giọng Bắc. Nói giọng Bắc thì sao? Con chỉ nói giọng Bắc. Bông chào khán giả bằng tiếng giọng Bắc mà. Con chào khán giả. Hoàng chào mà. Con chào khán giả. Bây giờ chào bằng giọng miền Trung đi. Cười. Bông giới thiệu tên, họ tên, rồi học năm nay học lên lớp mấy bằng tiếng miền Trung cho khán giả nghe, các bác nghe. Dạ, con tên là Đăng Ngân Hà, năm nay con lên lớp 3. Con tên đã là Đăng Thế Bác, năm nay con lên lớp 5, nhầm lớp 6. Thôi, được rồi, bây giờ là cho các con ngồi chơi đây một chút thôi. Rồi các con đi ra này. Bông có muốn ngồi đây nữa không? Ừ, thôi cho các con đi ra ngoài để ấy nhá. Để bố giới thiệu một chút sản phẩm đến các bác khán giả trên kênh Xe Đầu Kéo Vlog. Thì video này thì Tú cũng không có nội dung gì cho nó rõ ràng. Cả nhà cũng thông cảm. Đây là đúng là tính chất là ở nhà để nghỉ ngơi thôi. Thì cuối video thì Tú cũng xin giới thiệu một số sản phẩm là Tú bán trong vòng 2 năm nay. Đó là cà gai leo xạ đen, công dụng thải độc gan, hạ mỡ máu, tăng cường chức năng gan. Và những người mà uống rượu bia thì sử dụng cái này thì sẽ là giảm tác hại của rượu bia, hóa chất đối với gan. Cái này là bán 2 năm nay rồi cũng rất là tốt, phòng ngừa về viêm gan B rồi ung thư gan. Đấy, cây xạ đen thì còn gọi là cây ung thư, tức là nó có công dụng là ức chế một số tế bào ung thư. Đấy là theo cái nguyên cứu y học cổ truyền và y học hiện đại thì đều là có nói rất rõ ràng về cái cây cà gai leo xạ đen rồi. Mà những quý vị nào mà dùng sản phẩm của Tú 2 năm nay thì biết rồi, không phải là Tú nói suông, mà bán đến hàng chục nghìn sản phẩm rồi chứ không phải ít nữa. Mỗi tháng là bán mấy nghìn sản phẩm ra thị trường, nên là không phải là ít. Và một năm Tú bán là phải mấy chục nghìn sản phẩm, nên là cái đấy là đã có rất là nhiều người dùng và có hiệu quả. Bây giờ là các bác ấy là dùng hàng ngày cũng rất là tốt. Mỗi ngày thì chỉ dùng khoảng 2 túi lọc thôi. Dạng trà túi lọc này thì rất là tiện dụng. Mình pha vào trong cái bình giữ nhiệt. Sau đó nếu mình ở cái vùng nắng nóng quá thì mình đổ ra những cái bình khác, rồi mình có thể là uống lạnh cũng tốt. Đấy, và quý khán giả lưu ý là cái trà này thì uống sau bữa ăn 30 phút để có cái công dụng là tốt nhất. Không uống quá 2 túi lọc một ngày. Một gói như này có giá là 160.000, và mua 2 gói thì được miễn ship. Mua 3 gói thì Tú tặng một chai dầu gội đầu. Con đi lấy chai dầu gội đầu cho bố. Chai gội đầu, dầu gội đầu là của em Minh A Quy. Còn mua 4 gói thì được tặng một gói. Chương trình này thì bên hợp tác xã là cũng có cái chương trình
khuyến mãi cho Tú để tri ân khách hàng là từ năm ngoái đến năm nay. Đây là cái lọ dầu gội đầu thảo dược của em Hậu kênh Minh A Quy. Đấy, mua 3 gói là Tú sẽ tặng cho quý khán giả một chai dầu gội đầu thảo dược nha, dùng rất là thích. Đấy là về cà gai leo xạ đen. Còn ngoài ra thì Tú có đây, có trà An Gút. Công dụng của nó là ức chế axit uric trong máu và tốt cho xương khớp, tốt cho người viêm, thoái hóa khớp, đau mỏi vai gáy, đau lưng, đau nhức xương khớp, tê buồn chân tay, người bị gút và viêm đa khớp. Đấy là cái công dụng của trà An Gút. Loại này và mấy sản phẩm sau của Tú là đều có giá 70.000. Ví dụ như trà giảo cổ lam thì công dụng này là tốt cho những người mà béo phì, có thể là giảm cân hiệu quả cho người béo phì, giảm huyết áp, ngăn ngừa triệu chứng của cao huyết áp và các bệnh tim mạch. Giảo cổ lam có tác dụng làm hạ cholesterol toàn phần, tăng khả năng miễn dịch, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hộp này cũng có giá là 70.000, là có 25 túi lọc. Tất cả những sản phẩm mà Tú đang cầm mà dạng hộp như này thì đều có 25 túi lọc và đều có giá 70.000 đồng. Và đây là trà dây thìa canh. Dây thìa canh thì cũng là một cái trà mà rất là nổi tiếng rồi, có công dụng đó là hỗ trợ điều trị tiểu đường, thì dành cho những người mà bị tiểu đường mà tầm type 2, tiểu đường nhẹ thì có thể dùng. Những trà này thì đều là dùng ngày 2 đến 3 túi lọc nhé, cả nhà nhé. Đấy, mình uống thảo dược thì mình nên uống tối thiểu là 1 tháng thì mình mới có cảm nhận rõ rệt được về cái công dụng, về cái hiệu quả. Còn đối với những cái trà mà giảm béo này này thì mình phải uống cái thời gian dài và cũng là kết hợp với cái chế độ ăn hợp lý, khoa học. Và tiếp theo đó là trà An Dạ Hưng. Thì công dụng đó là giảm 70% các triệu chứng ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, đau rát thượng vị, chống viêm loét, cầm máu, trường hợp xuất huyết dạ dày, chống viêm loét dạ dày. Đấy là cái công dụng của trà An Dạ Hưng. Đấy, cái này là cũng là một cái trà mà Tú là bán cũng rất là chạy và có rất là nhiều khán giả mà mua và sử dụng là phản hồi. Cả thìa canh này nữa cũng được các bác phản hồi là cũng là có công dụng tốt. Và An Gút này nữa thì là nó cũng có một số bác thì dùng rất là hợp, là đi xe đi cộ là dùng là hợp lý này. Và cái trà giảo cổ lam này thì giảm béo. Đấy là những cái loại trà của Tú mà hiện tại đang bán thì giới thiệu đến quý khán giả, để nếu mà quý khán giả có nhu cầu thì có thể là mua ủng hộ cho Tú với số điện thoại mà đang để dưới màn hình. Đấy, trong vòng mấy ngày tới thì Tú sẽ là đi ra ngoài Cao Bằng để dự đám cưới ở chỗ làng rèn Phúc Sen. Thì nơi đấy thì quý vị cũng biết là Tú mới quay về những cái sản phẩm mà dao rèn như thế này. Đây là dao này là bằng thép không gỉ. Đấy, Tú có dao thép không gỉ, dao đây là dao dùng cho bếp thì dùng để cắt thái. Và đây là dao chặt xương bằng nhíp. Thì mỗi loại này Tú đều có dao thái và dao chặt riêng. Đấy là dao của làng rèn Phúc Sen rất là nổi tiếng ở Cao Bằng. Ngoài ra thì đây Tú cũng có mới về thêm sản phẩm, đó là cá khô gác bếp của Sơn La. Có giá là 250.000 đồng. Thì đặt hàng riêng cho các em ấy là gác bếp cho Tú thì cái khẩu vị là theo cái yêu cầu của Tú là nó cũng dễ ăn hơn. Còn tiếp theo đó là sản phẩm đại tràng HG. Cái này thì có rất là nhiều quý khán giả trong thời gian vừa rồi mua thì cũng phản hồi là dùng có công dụng rất là tốt. Đại tràng HG là của em Mạc Minh, đề tài khoa học tỉnh Hà Giang. Đấy. Cái này thì một liệu trình như này là dùng 15 ngày. 15 ngày thì có giá là 760.000 đồng. Và dùng cho người bị viêm đại tràng cấp, viêm đại tràng mãn, viêm đại tràng co thắt, trướng bụng đầy hơi. Đấy. Và cái này thì trong này là có 5 thang. Mình sẽ sử dụng là mỗi một thang mình sẽ đun sắc nước uống trong vòng 3 ngày. Một thang thì mình đun là từ 700ml nước cho đến 1200ml nước. Rồi sau đó là cái bã mình sẽ cất vào trong tủ lạnh. Đến ngày hôm sau mình đun tiếp. Đấy là đại tràng HG. Tối thiểu thì các bác cũng nên dùng khoảng 2 liệu trình để cho có cái công dụng mà tốt nhất. Đầu tiên là các bác mua về thì sẽ mua một liệu trình trước hoặc là hai liệu trình tùy.
thì mình sẽ uống thử một liệu trình, nếu mà hợp với cơ địa mình mà cảm thấy giảm thì mình mua liệu trình thứ hai. Và cái này thì Tú sẽ tặng cho các bác, đó là một hộp mọc hoa trắng. Nếu mà mua hai liệu trình thì cái hộp thuốc mọc hoa trắng cũng là do Dược phẩm Hà Tĩnh sản xuất, là cũng là có công dụng mà hỗ trợ điều trị thêm về đại tràng và rối loạn tiêu hóa. Nếu mà mua hai sản phẩm thì Tú sẽ tặng thêm cho các bác mà một hộp thuốc viên nữa, để mà phòng những khi mà các bác mà không uống được cái này thì các bác là đi đường sẽ là sử dụng thêm thuốc đại tràng của thuốc dạng viên nữa, để kết hợp vào dùng hai cái để cho nó không bị gián đoạn. Tiếp theo đó nữa thì Tú có những sản phẩm, đó là khấu vai lèng của Mạc Minh, để tránh mua hàng giả, hàng nhái. Trên thị trường thì có một số trang người ta chạy quảng cáo giả nhái lấy thương hiệu của Mạc Minh. Nếu như là quý vị mà mua thì có thể liên hệ với Tú luôn với số điện thoại dưới màn hình. Và cái này thì là thang đặc biệt có giá là 1.900.000 đồng, là Tú tặng cho Việt Ú, là ngâm được 10 lít rượu. Thì các quý vị là có thể thấy là có chất nước của nó rất là đẹp. Và cái này thì được tặng kèm thêm một chai rượu. Đấy. Ngoài ra thì có thang loại nhỏ thì có giá là 850.000 đồng. Đấy, chưa tính phí ship, còn cái nhân loại này thì là miễn phí ship. Đấy là những cái sản phẩm mà chính của Tú hiện tại đang bán. Bông hoặc Hoàng, con có thể lấy cho bố cái viên, tìm cho bố cái vỉ thuốc đại tràng được không? Đại tràng là cái mộc hoa trắng của bố ấy, trong tủ ấy. Một đứa bế em ra đây cho bố. Thì mong cả nhà thông cảm, video này nó hơi bị là sơ sài, không có nội dung gì cả, thì cũng nội dung là về nhà. Và nó cũng hơi bị mang nặng tính chất mà bán hàng quảng cáo. Thì Tú cũng kiếm thêm cái nguồn thu nhập, vì đợt này đi quay YouTube thì cũng chưa được nhận tiền từ bên cái công ty quản lý. Họ mới chỉ thanh toán cho Tú là tiền của tháng 3. Đây là thuốc mộc hoa trắng của Dược phẩm Hà Tĩnh nhà Tú. Thì một hộp sẽ có 10 vỉ như thế này. Là quý vị mà mua hai gói đại tràng thì Tú sẽ là tặng thêm, để cho quý vị khán giả là nếu đi trường hợp mình đi đâu đó mình không có dùng được thì ấy. Đây, em May đây, xuống đây nha, xuống đây bố cho xem này. Em đang ốm cho nên là không có được vui. Rồi con chờ tí rồi để bế em nhé. Để đấy cho bố. Đây, May ơi, May, này, nhìn này. Này, đây này. Đấy, May chào các bác ấy, chào đi, giơ tay chào đi. May hôm nay ốm là chưa. Đấy, giơ tay chào đi. Giơ tay chào như này này. May, giơ tay chào như này. Giơ tay chào đi. Có nhiều bác là cũng bảo muốn là xem em May. Thì bây giờ là cũng cho em May ra tí. Giơ tay chào. Đấy, chào. Hoan hô giỏi đi. Hoan hô giỏi nào. Hoan hô. May hoan hô cho các bác xem nào. Các ông các bà xem nào. Đúng rồi. Đấy, cả nhà thông cảm, em đang ốm cho nên là cũng mặc như thế này cho đơn giản nhá. Đây, con bế em ra đấy. Ui, anh Hoàng bế em đây. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài luôn. Do là em đang mặc bỉm cho nên là lên trên này nhìn sợ không được. Mấy hôm nay thì em May đang mọc răng cho nên là cũng sốt nhẹ các bác ạ. Em Bông đứng đây xem nào. Đây này em Bông này, năm nay là lên lớp 3 rồi nhá các bác nhá. Ngày nào còn đang nhỏ nhỏ đen đen mà bữa nay là cũng cao cao rồi đấy. Phải ngoan nghe chưa? Dạ. Các bác là khen Bông là có giọng nói miền Trung nghe dễ thương. Đấy, ngày xưa đang đi lấy cơm đưa cho bố ở ven đường ấy, các bác xem là nhớ mãi nhỏ tí đấy, là chưa đi học nhỉ. Dạ. Thôi con chào khán giả đi. Con chào khán giả. Đấy, để bố cũng sẽ chuẩn bị kết thúc clip nhá. Dạ. Đi vào chơi với em đi. Thì đến đây Tú cũng xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã xem đến cái đoạn này, vì là xem cái đoạn này thì nó cũng quảng cáo rất là nhiều sản phẩm. Vì thời gian tới là Tú đi chắc chắn là những cái chương trình kia Tú không thể là quay được nhiều sản phẩm lên. Thế là mong cả nhà cũng thông cảm cho Tú. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả vào những video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà.